Xin chào tất cả mọi người, đây là quả ổi nha mọi người. Clip hôm nay chỉ mang tính chất giải trí chưa, không có hướng dẫn gì cả. Đây, tụi nó đang ăn quả ổi đó mọi người ạ. Rất là dễ thương. Cái chuồng nó kiểu vậy á nên mình nên như mình tiếp tục trường tiếp theo cho mọi người xem nhé. À, tiếp tục trường đực nha, trường tiếp theo cho mọi người xem thế nào. Đi vô nè. Đấy. Không phải là mình cho ăn một trái để cho nó tanh đâu nha mọi người, lát nữa mình bỏ vào nha mọi người. Té chứ. Rồi ok, để mình bỏ thêm vào cho nó ăn chứ không còn có con không tội lắm. Chia nhau ra ba chùm. Ê, tiếp tục thử chuồng này nha. Nè. Đây là các em ăn sáng đó mọi người ạ. Tiếp tục. Đi vô trong đi. Vô trong đi ba cho ăn. Vô không? Nè. Đấy. Cái này không phải nó hư mà nó bị cái gì ở ngoài á. Lát phải rửa đi. Gột đi chứ quên. Đây. Nè. Nè. Nè.
Cưng mọi người ạ. Cho gia đình nhà này. Đây. Cái con đó nó chuyên gia tha chạy đó mọi người. Không ăn. Đây. Đây thử nha. Thử bỏ một quả vô nha. Đây. Tụi nó tranh rất là dữ dằn mọi người ạ. Nó té. Thôi bà đùa đó đây nè. Đây chia nhau ra ăn đi. Đó, hai quả đây. Gia đình nhà này vẫn ăn yên ổn nha. Nó khôn lắm mọi người. Ăn hết cái đoạn đĩa cái vỏ lại nè. Đây mình quay, mình lấy cho mọi người coi nha. Đấy. Nó gặm xung quanh nó để cái ruột lên. Không dường như là bạch ổi này, bạch ổi nữ hoàng hay gì á. Không thấy cái ruột. Để mà coi thử. Đây. Nè, bà trả lại nè. Ăn đi. Rồi, Phương xin kết thúc video clip tại đây nha mọi người. Để mình đi cho bò ăn đã. Hồi nãy giờ nhử tụi nó riết tội quá. Rồi bye bye, xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người một buổi sáng tốt lành. Nếu mà thích video clip của Phương thì xin cho Phương xin một lượt đăng ký và một lượt sub nha mọi người. Và một lượt chia sẻ để kênh YouTube của Phương mau đạt được 1.000 sub hơn. Để có thể mau có thể tặng quà cho mọi người nhanh hơn. Mọi người nhớ tương tác với Phương thật là nhiều. Khi mà có quà thì Phương sẽ lọc ra những bạn mà mời ngẫu, lọc ra những bạn ngẫu nhiên rồi sẽ tặng phần thưởng cho mọi người nhé. Rồi Phương kết thúc video clip tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Phương. Xin chào tất cả mọi người. Phương đi cho bọn ăn sáng nè. Chúc mọi người buổi sáng tốt lành.